Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng những thông tin về tình hình thời tiết tỉnh Quảng Ninh đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 11. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trở lạnh. Ngày mai, tại khu vực miền Đông vẫn duy trì trạng thái nắng giáo và có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm sâu, trời khá lạnh với mức nhiệt 19 độ. Sang ban ngày, vào thời điểm trưa thì nhiệt độ lại tăng cao tới 30 độ khiến cho chúng ta có thể có cảm giác nóng. Tại khu vực thành phố Hạ Long, ngày mai cũng có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ không chênh lệch lớn như khu vực miền đông, duy trì ở mức từ 21 cho đến 29 độ. Tại các huyện, thị xã và thành phố thuộc khu vực miền tây của tỉnh có hình thái thời tiết giống như thành phố Hạ Long, với nền nhiệt từ 22 cho đến 29 độ. Ban ngày trời nắng, ít mây, đêm không mưa. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Ngày mai có gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng sớm trở lạnh. Nhiệt độ cao nhất là 28 độ và thấp nhất là 22 độ. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin về thời tiết các vùng miền trên cả nước, nhưng trước tiên sẽ là thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Kính thưa quý vị, chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 610 km về phía đông đông bắc. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giật tới cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 cho đến 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Do vậy trên biển Đông, từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ Kinh Đông sẽ nằm trong vùng nguy hiểm, do có thể giật mạnh tới cấp 8. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đối với thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường khô nên về đêm nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ. Riêng một số nơi như Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới ngưỡng 16 độ. Sau đó vào ban ngày, trời có nắng khô, trời chuyển ấm áp, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Đối với các tỉnh Trung Bộ trong đêm nay và sáng ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống cho đến Phú Yên tiếp tục có mưa rải rác. Tuy nhiên từ chiều tối và đêm ngày mai do tác động của hàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành báo, nên mưa sẽ tăng lên về cường độ tại các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực này sẽ xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, tiếp tục gây ra ngập lụt và sạt lở ở những nơi sung yếu. Còn về tình hình nhiệt độ cũng không có nhiều biến đổi, phổ biến ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trong đêm nay phổ biến có mưa vài nơi. Sau đó vào ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 26 cho đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ tuy nhiên từ đêm ngày mai do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên mưa có xu hướng tăng dần tại các tỉnh tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông